Đây là một bất ngờ bởi các trận đấu trước thì cầu thủ mang số 20 thường chỉ vào sân trong hiệp 2. Những tình huống bóng bổng là rất nguy hiểm. Bàn thắng sớm đến cho U20 Australia, bóng ngoài tầm với của thủ môn Kiều Trinh. Đây cũng là một trận đấu mà U20 Australia đã dùng bóng bổng ngay từ đầu. Sau tình huống đấm bóng ra của Kiều Trinh, đó là lỗi và quyết định thổi phạt đền của trọng tài là chính xác. Tiếp tục là một pha tranh chấp giữa Nguyễn Thị Nguyệt và Carpenters. Khoảng 5 phút trước thì số 4 đã có một tình huống truy cản hợp lệ, nhưng vừa rồi thì rõ ràng là một lỗi đẩy sau. Và quyết định thổi phạt đền là hoàn toàn chính xác. Cơ hội để đội tuyển Việt Nam cân bằng tỷ số trên chấm 11m. Người được trao nhiệm vụ thực hiện quả phạt đền này là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đối mặt với thủ môn Tegan Maker trên chấm 11m. Đã đánh lừa được thủ môn. Minh Nguyệt đã rất kinh nghiệm trong việc thực hiện bước chạy đà và thực hiện quả đá phạt của mình. 1-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đúng là những trận đấu tranh giải ba luôn có một sự cởi mở, những cú dứt điểm chính xác từ các tiền vệ. Minh Nguyệt, cơ hội để nâng tỷ số. Pha bóng rất tinh tế và đó là pha xử lý sở trường của Minh Nguyệt. Hàng phòng ngự của U20 Australia đã mắc sai lầm và Minh Nguyệt đã chớp cơ hội rất nhanh. Mặc dù đã có lỗi kéo áo của Kobe Ann Ferguson, nhưng Minh Nguyệt vẫn đường truyền khá tốt đến vị trí của Ibini Isai. Đó là một pha chạm bóng rất tinh tế. Trong không nhiều những khoảng trống mà Ibini Isai có được thì cầu thủ này đã có được một pha chạm bóng đủ sức để đánh bại được thủ môn Kiều Trinh. Một lần nữa Vũ Thị Thúy và Ibini Isai lại phối hợp với nhau. Quá dễ dàng cho U20 Australia. Vũ Thị Thúy đã xuống sức rất nhiều và cầu thủ này gần như không thể đeo bám với pha tăng tốc của Ibini Isai. Đường căng ngang quá thuận lợi dành cho đồng đội. Và nhiệm ghi bàn là quá đơn giản. Đây mới là hình ảnh của U20 Australia trong trận đấu mà họ đã vượt qua đội tuyển Thái Lan với tỷ số 3-0. Hoàn toàn vượt trội trong những tình huống tăng tốc để chiếm lĩnh những khoảng trống. Nhiệm vụ ghi bàn là quá. Đánh đầu! Vào! 3-0! Đó là bàn thắng của Tuyết Dung. Tuyết Dung đã chọn vị trí khi mà hầu hết các cầu thủ phòng ngự của U20 Australia đã chọn sai những vị trí quan trọng. Dù bất lợi về thể hình nhưng khả năng chọn vị trí chính xác chính là điểm nhấn để mang tới bàn thắng cân bằng tỷ số 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Lỗi thuộc về số 12, Lauren Mack. Trận đấu này cũng sẽ là một trong những cơ hội để cho đội tuyển Việt Nam thể hiện khả năng phản công. Đánh đầu! Tuyết Dung! Rất tiếc là bóng đi vào xà ngang. Cả ba cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều đã rất tiếc nuối với cơ hội vừa rồi. Đó thực sự là một tình huống phản công mà đội tuyển Việt Nam đã muốn thể hiện ở cuối hiệp 2. Với vẫn là Harrison. Pha đi bóng rất thanh thoát. Ibini Isai. Ibini Isai là cầu thủ nổi bật nhất trong trận đấu này. Một cú đúp của cầu thủ này và chúng ta thấy được niềm vui của các cầu thủ U20 Australia. Đúng ở những giây cuối cùng của trận đấu, sẽ không còn thời gian cho đội tuyển Việt Nam.
Ibn Issei đã có một cú dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Kiều Trinh. Harrison đã đi bóng và nỗ lực để đưa bóng tới vị trí